Tôi chỉ có một ham muốn tột bậc là làm sao cho nước nhà được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay số người trong độ tuổi lao động đang dư thừa ở các vùng nông thôn lên đến gần 20 triệu người. Trung bình mỗi người trong độ tuổi lao động ở nông thôn chỉ sử dụng hơn 1/3 quỹ thời gian. Do vậy, nhu cầu tìm kiếm việc làm để tăng thêm thu nhập ở nông thôn đang trở nên rất bức xúc. Trong thời gian qua, nhiều tỉnh đã và đang tìm những hướng đi mới giúp cho người nông dân. Ngoài việc sản xuất nông nghiệp, tranh thủ thời gian nông nhàn, làm thêm những ngành nghề phụ, tạo thêm thu nhập ổn định cuộc sống. Trong chương trình Vì Người Nghèo hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những mô hình phát triển công nghiệp, nông thôn ở tỉnh Tuyên Quang đang có những bước chuyển biến mới, tạo đà cho việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho từng hộ gia đình. Đã gần một năm nay, tại thôn Cọ Nà Tâm, xã Phủ Lưu, mọi người biết đến cơ sở sản xuất và thương mại thanh niên, chuyên sản xuất chiếu làm từ cây cọ. Lực lượng chủ yếu là đoàn viên thanh niên trong xã. Gần một năm ra đời, cơ sở này đang thu hút được hơn 20 đoàn viên tại các thôn. Em Đinh Hồng Liên, sau khi học hết lớp 12, đã đến cơ sở xin được học nghề và đã ở lại làm việc. Sau một thời gian làm ở đây, em thấy nghề đan mành đã giúp mình có được công ăn việc làm, thu nhập cũng khá. Lên đây bảo hai người trên này. Thời gian trước thì chỉ hộ bố mẹ làm ruộng, thế là bây giờ xã, từ khi xã mở tạo điều kiện mở cơ sở về thì chúng tôi là một người thanh niên trong xã, và xã đã, cơ sở đã tạo điều kiện công ăn việc làm cho chúng tôi và rất nhiều những người đoàn viên thanh niên khác nữa. Anh Hoàng Tín Ngọc là chủ cơ sở sản xuất và thương mại thanh niên và cũng là người đầu tiên đi học nghề này về để truyền lại cho các thanh niên trong xã. Lúc đầu chỉ có anh và gia đình làm, dần thấy hiệu quả kinh tế, xét thấy nghề này có khả năng phát triển được tại đây. Hơn nữa đây lại là vùng nguyên liệu rất dồi dào, lực lượng lao động trẻ đang không có việc làm. Vì vậy mà một xưởng sản xuất đã ra đời. Anh Ngọc đã tập hợp những thanh niên trong xã đến dạy nghề và nhận lại làm việc nếu có nhu cầu. Quả đúng như dự kiến, cơ sở của anh đã có rất nhiều bạn trẻ đến xin học và ngày một phát triển. Chỉ cần 6 tháng học nghề là có thể làm được thông thạo việc. Mặt hàng sản xuất đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Ngoài ra cơ sở sản xuất lại được sự quan tâm của chính quyền địa phương, trung tâm khuyến công tỉnh Tuyên Quang đến giúp đỡ về vốn, nâng cao kỹ thuật cho công nhân. Vì vậy mà sản phẩm làm ra ngày một nâng cao chất lượng. Em tin tưởng là nghề sẽ phát triển tại địa phương. Và bởi vì em cũng khẳng định là cái nguồn nguyên liệu của em tại địa phương rất nhiều. Tôi cũng mong là trung tâm khuyến công, sở công nghiệp tỉnh Tuyên Quang và các cấp quan tâm giúp đỡ cho cơ sở làm cọ thanh niên chúng tôi được phát triển mạnh. Xã Phủ Lưu, huyện Hàm Yên hiện vẫn còn gần 500 hộ nghèo, 80% dân số là đồng bào dân tộc sinh sống. Người dân ở đây 2/3 gia đình trồng cây cọ. Trước đây cọ chủ yếu trồng để lập nhà, làm củi đốt, nhưng giờ đã khác, người dân trồng cọ đã bán được với giá rất cao. Ông Hà Văn Mông hôm nay đến chăm vườn cọ của gia đình mình. Ông rất hy vọng gần 100 cây cọ này sẽ bán cho cơ sở sản xuất và thương mại thanh niên trong xã, sẽ có giá trị cao. Với việc mua cọ như của cơ sở thanh niên trong xã, thì đồi cọ của gia đình ông sẽ có giá trị hơn gấp nhiều lần so với trước. Tôi trồng thuốc cọ này là cũng được vài năm nay rồi, hơn chục năm nay. Ngày xưa là trồng để chủ yếu là làm nhà, thân nghe chỉ làm củi thôi. Nhưng mà bây giờ biết cái cơ sở đây làm diệt mảnh, nên là phải hàng ngày phải đến tu sửa lại. Để lá thì cũng nên tiền, mà ở đây nó mua cả lá, mua cả cán, mà mua cả thân cây. Trước đây là cọ để lập nhà, thân cọ là củi đốt. Giờ đây cả lá và thân cọ có thể làm ra những sản phẩm đẹp. Một cành có thể trẻ được 3 miếng, 6 lan, sau khi phơi khô sẽ được đán thành những chiếc chiếu cọ rất đẹp. Cơ sở sản xuất thương mại thanh niên đã được nhiều người dân trong các xã biết đến. Ngoài những sản phẩm làm bằng từ những nguyên liệu ở vùng quê hương của mình, còn là nơi thu mua những cây cọ do bà con trồng ra. Mỗi khi có gia đình nào bán lá cọ, đội sản xuất của cơ sở sẽ đến tận nơi thu mua, làm luôn cả công việc chặt cành và tự vận chuyển về cơ sở. Vì vậy mà cơ sở sản xuất rất có uy tín với người dân trong xã. Dự kiến với đà phát triển như hiện nay,
cơ sở sản xuất thương mại thanh niên sẽ trình ủy ban xã cho mở rộng cơ sở, giúp đỡ về vốn. Cái nghề gan mảnh cọ này thì cái chủ trương của đảng ủy xã thì căn cứ theo cái chương trình và những cái đề án của đoàn đề cập đến đảng ủy xã. Đảng ủy xã cũng đã có chủ trương và tạo điều kiện về cái cho vay vốn cũng như là về cái tạo điều kiện về cái cơ sở vật chất ban đầu cho đoàn để thu hút cái số thanh niên trong lúc nông nhàn. Các với cơ sở sản xuất chiếu cọ ở xã Phù Lưu, chị em phụ nữ ở xã Minh Hương, huyện Hàm Yên lại có những cách truyền nghề và dạy nghề khác. Đã hơn 2 năm nay, chị em trong xã luôn có những niềm vui bởi hàng ngày có thể làm ra tiền, chỉ cần bớt chút thời gian nghỉ ngơi một chút là có thể đan thành những sản phẩm mỹ nghệ xuất khẩu. 2 năm trước, cả xã chỉ có hơn 10 người làm, nhưng chỉ sau hơn 1 năm nghề này đã phát triển trên diện rộng, không chỉ nằm trong phạm vi xã nữa mà đã lan sang cả huyện. Hiện đã có hơn 100 chị em phụ nữ làm nghề đan mỹ nghệ xuất khẩu. Điều kiện khó khăn thì chúng tôi chưa có việc kiểu cái nghiệp phụ này chưa có. Thế thì nhờ hội nông dân ở xã đây thì tạo điều kiện cho chúng tôi làm. Cũng được đồng ra đồng vào kiếm cái miếng rau mới thôi. Cũng có nhiều công việc thì cũng làm cũng tạm thôi, tạm ổn. Đây là gia đình chị Trần Thị Quyên, xã Minh Hương, đã đan nghề thủ công mỹ nghệ này được hơn 1 năm nay. Cả gia đình có 5 người ai cũng biết đan. Ngoài việc đồng áng xong, chị cùng với các thanh niên trong nhà tranh thủ thời gian đan những chiếc túi sách. Trung bình một tháng gia đình chị cũng kiếm được hơn 1 triệu đồng. Số tiền đó đã giúp cho gia đình cải thiện cuộc sống rất nhiều. Những năm trước, ngoài việc sản xuất nông nghiệp ra không có việc gì làm, mỗi khi cần tiền một việc gì đó lại phải bán thóc nhưng giờ đã khác. Chị Hương cho biết nếu nghề này phát triển thì cuộc sống của người dân sẽ bớt vất vả hơn. Lúc đầu thì công thì nó cũng chưa được cao lắm nhưng mà nói chung nó tiết kiệm được thời gian, lại khi rảnh rỗi ở nhà không đi làm được ngoài đồng ấy. Mưa nắng thì vẫn làm được, có thể làm được ấy. Minh Hương là một xã có rất nhiều người dân sống lòng hồ Na Hang. Sau khi giải tỏa về đây sinh sống, tỷ lệ người trong xã không có việc làm ngày một gia tăng. Trước thực trạng trên, hội phụ nữ xã đã tổ chức mở lớp đan nghề thủ công mỹ nghệ cho chị em phụ nữ. Sau khi đã thành thạo nghề, sẽ có một đầu mối bàn giao nguyên liệu về để đan và giao lại sản phẩm khi đã hoàn thành. Trung bình một người thu nhập cũng khoảng 5 đến 600 nghìn đồng một tháng. Hiện nay xã đang có chủ trương mở rộng nghề này, sẽ phát triển theo tính chất quy mô trong thời gian tới. Trong quá trình thực hiện cái nghề này thì ban đầu thì nó gặp một số những cái tương đối khó khăn. Đến thời điểm này thì là lao động đã đi vào gần như là nề nếp, hơn nữa là được các cấp các ngành cũng tạo điều kiện hỗ trợ. Trong thời gian qua, việc phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, mà cụ thể là trên địa bàn thị xã, tuy có những bước phát triển, những ngành nghề đa dạng phong phú, nhưng phần lớn các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp còn mang tính quy mô nhỏ, khả năng tiếp cận thị trường còn yếu, công nghệ sản xuất, trình độ quản lý chưa nắm bắt và tranh thủ được cơ hội để phát triển. Trong thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thị xã đã xây dựng và ban hành đề án về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng làng nghề giai đoạn 2006-2010. Bước đầu, một số các cơ sở sản xuất đã có những hướng đi mới và phù hợp với từng khả năng. Đến ngày 30 tháng 9 năm 2007, toàn thị xã vận động các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng được 21 dự án đầu tư mở rộng phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với tổng số vốn đầu tư 25.900 triệu đồng. Dự định của tôi ấy, chúng tôi là sẽ mở rộng cái cơ sở sản xuất này ra để tạo được nhiều việc làm cho người lao động hơn nữa tại địa phương chúng tôi với mức lương là khoảng độ 7 đến 800 ngàn đồng một tháng. Có thể thấy, sau 2 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, ngành công nghiệp của tỉnh Tuyên Quang đã bắt đầu khởi sắc mở rộng. Tuyên Quang đã lấy phát triển công nghiệp là khâu đột phá. Mục tiêu của tỉnh Tuyên Quang trong phát triển kinh tế công nghiệp giai đoạn từ 2007-2010 là thu hút khoảng 7.000 tỷ đồng nguồn vốn, đầu tư và phấn đấu đến năm 2010. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt trên 3.600 tỷ đồng. Trong 8 tháng qua của năm 2007, tổng vốn đầu tư công nghiệp tỉnh đã đạt 7.531 tỷ đồng. Đặc biệt, các ngành nghề công nghiệp nông thôn đã có những dấu hiệu đáng mừng trong việc phát triển đa dạng. Chúng tôi cũng chưa triển khai hết được tất cả các cái nội dung của trung tâm khuyến công mà mới chỉ tập trung vào cái việc hỗ trợ các cái cơ sở sản xuất trong cái việc mà đào tạo lao động. Những năm tới đây thì chúng tôi sẽ
vận dụng tốt hơn các cái chính sách khuyến công vào các cái nội dung, ví dụ như là xây dựng các cái mô hình trình diễn, ví dụ như là chuyển giao công nghệ để coi như là giúp các cái cơ sở sản xuất có những cái bước phát triển về chất lượng hơn. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Khuyến công của tỉnh Tuyên Quang trong thời gian qua đã có nhiều chính sách hỗ trợ giúp đỡ các cơ sở sản xuất như dạy nghề, tạo việc làm, đã phần nào khuyến khích sự phát triển và khôi phục nhanh các làng nghề truyền thống trên địa bàn. Dự kiến trong thời gian tới, Tuyên Quang sẽ phát triển các ngành nghề mang tính chất tập trung và quy mô, tạo đà cho việc phát triển công nghiệp nông thôn một cách bền vững. Gần một năm nay, những người dân ở huyện Hàm Yên vui mừng khi búp chè đang dần có giá. Mọi người mừng vì giá thành đã lên cao hơn so với những năm trước. Anh Hoàng Ngọc Sơn, xã Minh Đức, hàng ngày ngoài việc bán búp chè của gia đình, anh còn thu mua của những bà con ở các xã lân cận đến bán cho công ty chè Hưng Anh. Không chỉ riêng anh Sơn mà phần lớn những bà con ở các xã trồng chè đều có chung những niềm vui như anh. So với trước kia, giá búp chè rất thấp. Nhiều đồi chè đến thời kỳ hái búp, người dân không muốn thu hoạch. Có hái, giá bán cũng chẳng cao. Nhưng giờ đây, giá búp chè đã khác rồi, cũng tăng lên rất nhiều lần so với trước. Nói chung là lúc nhà máy không thu mua bán thì gia đình với bà con đi bán chắc nó cũng gặp nhiều khó khăn. Thường bán như là bán ở đâu? Cũng đi bán các nhà máy nhỏ. Với lại xe ô tô nó đến bốc, nói chung là nó cũng không ổn định lâu dài. Nói chung từ ngày bán chè nhà máy thì giá cả nó ổn định. Nguyên nhân thu mua chè búp tươi năm nay tăng cao là do các công ty có một số giống chè mới nâng cấp cao đã cho thu hoạch. Các công ty còn đầu tư thâm canh hầu hết các diện tích chè và tăng giá thu mua chè búp tươi nguyên liệu. Giá thu mua nguyên liệu năm nay bình quân từ 2.600 đồng đến 3.000 đồng một kg, cao hơn 400 đồng đến 700 đồng một kg so với năm trước, nên càng khuyến khích các hộ dân chú trọng khâu chăm sóc, thu hái đúng kỹ thuật, đảm bảo chất lượng nguyên liệu chè. Các doanh nghiệp chè cũng áp dụng chính sách khuyến khích các hộ thu hái phân loại chè AB nhằm đảm bảo giá thu mua công bằng, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm sau chế biến. Ngoài ra, các doanh nghiệp chè Tuyên Quang cũng chú trọng công tác xây dựng thương hiệu sản phẩm chè thông qua việc đầu tư trang thiết bị hiện đại, đào tạo đội ngũ cán bộ tay nghề cao, đẩy mạnh công tác tiếp thị, xúc tiến đầu tư, vân vân. So với trước thì với bây giờ thì so với giá chè bây giờ thì chúng tôi cảm thấy rất ổn định ạ. Và tôi chỉ mong là giá chè từ bây giờ đổ đến lại về sau mong là sẽ giữ giá như thế này ạ. Sau 2 năm khá trầm lắng về thị trường xuất khẩu chè, năm 2007, các doanh nghiệp chè của Tuyên Quang đã tìm được hướng xuất khẩu trực tiếp, làm tăng giá trị hàng hóa từ 17% đến 25%. Mở rộng diện tích trồng chè, đa dạng hóa cơ cấu giống và đặc biệt là nâng cao chất lượng sản phẩm chè thương phẩm là nguyên nhân dẫn đến thành công của cây chè Tuyên Quang trong thời kỳ kinh tế hội nhập. Đó là chiến lược phát triển của các doanh nghiệp chè Tuyên Quang. Để có sản phẩm xuất khẩu có sức cạnh tranh cao trên thị trường thế giới, ngoài việc tăng cường quảng bá sản phẩm, các doanh nghiệp chè Tuyên Quang đã chủ động tiết kiệm chi phí đầu vào, hạ giá thành sản phẩm, cắt giảm những khâu trung gian và giảm chi phí giao dịch xuống mức thấp nhất. Để giữ được bạn hàng, yếu tố quan trọng là duy trì chất lượng sản phẩm, không ngừng cải tiến mẫu mã, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. Để cho ngành chè Tuyên Quang ngày một phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm, vừa đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và ngoài nước. Trong năm qua, Trung tâm Khuyến công tỉnh đã mở nhiều lớp tập huấn giúp cho các cơ sở nâng cao năng lực về kỹ thuật và những kiến thức cơ bản về chăm sóc và sơ chế chè. Được Trung ương và Trung tâm Khuyến công của tỉnh với ở phòng khuyến công của sở thì cũng tạo điều kiện rất nhiều để giúp là đã mở một lớp tập huấn trong cái năm 2007 này, từ tháng 7 đến tháng 11 đã mở một lớp tập huấn cho 30 học viên đào tạo tại công ty luôn, học vừa là lý thuyết và thực hành luôn tại công ty này. Đấy là một điểm